Xin chào các bạn nha. Hôm nay ở Rạch Giá gần gần cái vụ đậu hũ thúi mới xuất hiện các bạn. Đây là mình đang trên đường mình đi nè. Thì mới đi tới đây là mình đã hửi được cái mùi đó thúi nó lan tỏa đó các bạn. Cái địa điểm bán đậu hũ thúi thì ở ngay dưới dốc cầu 3 tháng 2 ở thành phố Rạch Giá nha. Mà đi cách xa còn khoảng 2 cây số. Nó 2 cây hơi quá chứ có 1 cây số là mình đã hửi được cái mùi gần đó các bạn. Cái mùi nó nực nồng luôn á. Đây là cầu 3 tháng 2 nè, mình lòn ở dưới cầu á các bạn. Đây là bên kia là cái địa điểm bán đậu hũ thúi nha. Mọi người đã tập trung rất là đông ở đây và đang đợi nè. Nhiều người lắm. Đây chị chủ quán, chị chủ bán đậu hũ rất là dễ thương nè. Có hai người bán đó các bạn, một người thì chiên, đây đang đứng chiên nè. Trời ơi, lợi một cái mùi nó thật chịu không nổi luôn các bạn. Đây, đậu hũ thúi nha. Một phần 25.000. Đây là dưới dốc cầu 3 tháng 2 nha các bạn. Đó. Chiên. Đây một phần đậu hũ có giá là 25.000 các bạn, gồm 4 viên. Một phần 25.000 4 viên, mà viên một viên to á, chứ không phải một viên nhỏ nhỏ đâu. Thì ăn với cái nước tương ớt do người ta tự pha chế các bạn, nó cũng đặc trưng. Đây là một phần nè. Đến đây mọi người đều phải bốc số các bạn, tại vì chiên nó lâu á, mọi người phải chờ đợi. Mình là bốc tới số 95 rồi nha các bạn, đợi hơi lâu lắm. Hiện tại đang bán mới có tới số 87 thôi. Hai vợ chồng anh chủ cũng dễ thương lắm. Khách lợi thì cũng hẹn người ta cho số điện rồi đó. Ai mà đến trễ thì bốc số trễ, ai đến sớm thì bốc số sớm nha các bạn. Cũng theo thứ tự, không có chen lấn gì trơn, cũng thoải mái lắm. Nhưng mà con cái đứng đây hơi lâu. Chiên các bạn thấy cái nước nhìn nó đen thui luôn rồi nè. Mà cái mùi của nó nghe cho nó cực kỳ, nó thúi thúi thật, đúng là đậu hũ thúi mà. Nhưng mà cái mùi của nó kỳ lắm các bạn, không biết ăn cái hương vị của nó làm sao nha. Thì tại mới xuất hiện thành phố Rạch Giá nên mình muốn ăn để thử xem như thế nào các bạn. Ở đây đông đúc lắm các bạn, bán một ngày là 100 mấy phần á. Ở đây có hai cái loại nước chấm đây, và có thêm cái phần dưa chua làm bằng bắp cải các bạn. Đây một phần là 4 viên như thế này nè các bạn. Thì mình muốn ăn ăn cay thì bỏ cay. Đây bỏ dưa vô, người ta trang cái nước tương ớt á, do người ta tự làm nha. Cái này là ngoài của bác. Đó, một phần là như thế, 25.000 nha các bạn. Bán đấy cũng nhanh lắm. Đây nè, ai không ăn tại chỗ thì có thể mang đi. Đây có một bọc sẵn như thế này, cho một bọc tương với một bọc dưa chua. Rồi cuối cùng chờ đợi thì chắc cũng gần tới lượt mình rồi đó các bạn. Còn mấy phần nữa là tới lượt mình rồi đó nha. Đợi cũng lâu lắm, mình đợi khoảng hơn 20 phút đó các bạn mới tới lượt á. Này là bán cho anh ta nè, một phần như thế này là 25.000 nha. Rồi cuối cùng cũng tới lượt mình rồi nha các bạn. Đợi hơi lâu, đây đi lần này ăn thử cho các bạn xem luôn. Một phần nè, gồm có 40 viên đậu hũ nè, cái dưa chua với nước tương đổ vô luôn. Giờ ăn luôn nha các bạn, để ăn thử cho nó mùi vị như thế nào nha. Bốn cục.
một mùi thuốc. Ngon á, cay quá, hơi bị cay. Có hải giòn cho nó mềm, cái mùi thúi nó hơi nhẹ. Tương ớt hơi bị cay, mình ăn cay không quen. Cái dưa chua ngon á. Nói chung là ngon nghe các bạn.